Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá căn hộ chung cư vẫn neo ở mức cao, giao dịch bằng 43% so với cùng kỳ. Nhà ở riêng lẻ, đất nền cắt lỗ mạnh, tồn kho bất động sản hàng chục nghìn tỷ đồng. Cụ thể, Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp số liệu từ Sở Xây dựng và các địa phương có báo cáo, 58 trên 63 tỉnh, trong quý 2/2023 có gần 97.000 giao dịch thành công. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có hơn 29.700 giao dịch thành công và bằng khoảng 75,61% so với quý 1/2023, bằng khoảng 43,03% so với quý 2/2022. Lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền với hơn 67.500 giao dịch thành công và bằng khoảng 99,98% so với quý 1/2023, bằng khoảng 31,57% so với quý 2/2022. Theo khảo sát, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc tính đến hết quý 2/2023 giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm khoảng 44%, lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình giao dịch trong quý trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Về giá, đối với căn hộ chung cư, trong quý 2/2023, giá giao dịch chung cư mới ở một số thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là có những khu vực tăng cao dù thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, giá giao dịch thứ cấp căn hộ chung cư tại một số địa phương lại có xu hướng giảm từ 2 đến 6% so với cùng kỳ năm trước và giảm nhiều ở một số địa phương như Đà Nẵng giảm 5,8%, Đồng Nai giảm 3,5%, Hải Phòng giảm 3,1%. Phân khúc căn hộ bình dân có mức giá dưới 25 triệu gần như không có biến động và không có dự án mới. Giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư đạt khoảng 47,5 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì. Tại Hà Nội, mặc dù giá căn hộ chung cư tại Hà Nội được cho là đang ở mức cao, tuy nhiên, theo khảo sát, thì trong quý 2, giá vẫn tiếp tục có xu hướng tăng so với quý trước. Mức giá tăng cao nhất là ở các dự án thuộc quận Tây Hồ và khu vực xung quanh. Số lượng dự án chung cư mới mở bán ở khu vực này rất hiếm và đều có mức giá khoảng 80 triệu đến 100 triệu đồng một mét vuông. Các dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Lạc Long Quân đều tăng giá mạnh so với giá gốc và tăng khoảng 1-3% so với quý trước. Tuy nhiên, vẫn có sự biến động giảm giá ở phân khúc trung cấp tại một số khu vực có dự án đã đi vào sử dụng nhiều năm, như dự án CT4 Vimeco 2 Cầu Giấy giảm khoảng 1,4%, Imperial Plaza Thanh Xuân giảm khoảng 1,9%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các dự án căn hộ đang phát triển có đầy đủ pháp lý gần như độc quyền để chào hàng khi thị trường không có nhiều nguồn cung mới trong quý. Đây là lý do dù khó khăn, thị trường ảm đạm nhưng giá căn hộ vẫn tăng khoảng 2-3% so với quý trước tại một số dự án. Tuy nhiên, theo khảo sát, giá bán trung bình trong quý vừa qua cũng có xu hướng giảm tại một số dự án do các dự án mới có giá cạnh tranh và các chủ đầu tư đưa ra nhiều chiết khấu cho khách hàng. Trong quý 2/2023, phân khúc bất động sản, nhà ở riêng lẻ, đất nền trong dự án được nhà đầu tư quan tâm, chủ yếu mang tính chất đầu cơ và người mua không còn quan tâm như trước. Nhiều nhà đầu tư đang gặp vấn đề về dòng tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn và chủ đầu tư ngưng hỗ trợ lãi suất cho vay. Trong khi thị trường có tính thanh khoản giảm mạnh, dẫn đến nhiều giao dịch mang tính bán cắt lỗ ngày càng mạnh. Một thực tế là ở một số khu đô thị lớn cách xa trung tâm như khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, Hưng Yên, sau khi hết một năm hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng, các nhà đầu tư đang tìm cách bán tài sản và vướng vào tình trạng cung vượt cầu. Hàng nghìn người muốn bán cắt lỗ, trong khi người có tiềm lực tài chính vẫn muốn chờ đợi thời điểm cắt lỗ sâu hơn nữa mới mua vào. Thực tế tại đây, những căn liền kề, biệt thự có giá trị càng lớn càng cắt lỗ sâu vì người mua dùng đòn bẩy tài chính, đến thời điểm hết hỗ trợ lãi suất không thể gồng tiếp tục được. Chính vì thế, tình trạng cắt lỗ 20-25% các căn shop house, biệt thự liền kề tại dự án này diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, giao dịch vẫn trầm lắng vì nhiều nhà đầu tư vẫn có tâm lý chờ giá xuống tiếp, cắt lỗ thật sâu mới xuống tiền. Giá bán của phân khúc bất động sản, biệt thự, đất nền, dự án ở nhiều địa phương trong quý tiếp tục có xu hướng giảm khoảng 2-5% so với quý trước và có thể sẽ tiếp tục được điều chỉnh về giá trị phù hợp, tương xứng với giá trị đầu tư của sản phẩm và hạ tầng khu vực trong thời gian tới.
Một số khu vực có mức giá giao dịch giảm nhiều, đặc biệt là các huyện ven đô và khu vực ngoại thành trong quý như quận Hà Đông, huyện Mê Linh, Hoài Đức, Hà Nội, quận 12, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Trong quý 2 năm 2023, mặc dù cũng có những tín hiệu tích cực về cơ chế chính sách, lãi suất ngân hàng đang trong xu hướng giảm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án bất động sản đang phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý, liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng và biến động nguyên vật liệu. Ngoài ra, các dự án còn gặp khó về hạn chế vốn tín dụng ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp. Do vậy, lượng tồn kho vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản, nhà ở riêng lẻ, đất nền của các dự án và căn hộ nghỉ dưỡng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà ở và nghỉ dưỡng. Giá trị tồn kho bất động sản hiện nay lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, có 17 trên 63 tỉnh, lượng tồn kho bất động sản trong quý 2 năm 2023 vào khoảng 16.688 căn, bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong đó, chung cư hơn 1.700 căn, nhà ở riêng lẻ hơn 7.400 căn, đất nền 7.501 nền. Trên thực tế, có thể thấy, tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở phân khúc bất động sản, nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Nguyên nhân tồn kho có thể dễ dàng nhận ra vì đây là phân khúc hiện chưa có nhu cầu thực. Nhiều nhà đầu tư đã rất thận trọng khi xuống tiền ở phân khúc này. Tồn kho chung cư ít hơn cả vì nhu cầu thực tế rất cao, nhất là các chung cư tại nội thành và có giá hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNREA dự báo, thị trường bất động sản Việt Nam hết năm 2023 còn trầm lắng. Thời điểm hồi phục có thể diễn ra từ quý 2 2024. Đó là dự báo của tiến sĩ Khôi tại Hội thảo quốc tế Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản tại Việt Nam do lãnh đạo Bộ Xây dựng chủ trì. Dự báo cụ thể hơn về thời điểm hồi phục của thị trường địa ốc, ông Khôi cho rằng bất động sản phát triển lành mạnh hơn, minh bạch hơn và chuẩn mực hơn từ quý 2 hoặc quý 3 2024 nhờ những bước tiến về môi trường pháp lý, triển vọng tăng trưởng kinh tế khả quan, sự phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0, sự đa dạng của các nguồn lực tài chính. Bên cạnh các phân khúc truyền thống như nhà ở, khu công nghiệp, nghỉ dưỡng, văn phòng, ông Khôi dự báo sản phẩm trên thị trường bất động sản sẽ ngày càng đa dạng hơn, nhất là nguồn cung nhà ở sẽ gia tăng mạnh nếu như đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được tổ chức thực hiện tốt. Vị chuyên gia này nhận định, từ quý 4 2023, tín hiệu khả quan trên thị trường xuất hiện nhờ các quyết sách của chính phủ thực hiện có hiệu quả như Nghị định 08 ngày 5 tháng 3 2023 về tháo gỡ trái phiếu doanh nghiệp, Nghị quyết 33 ngày 11 tháng 3 2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, Đề án 338 ngày 3 tháng 4 2023 về đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến năm 2030, Nghị định 10 ngày 3 tháng 4 2023 hướng dẫn luật đất đai bổ sung quy định cấp quyền sở hữu cho bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. Về vốn, phía Ngân hàng Nhà nước hiện đã 4 lần giảm lãi suất điều hành 0,5% đến 2% một năm và các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Cùng với đó, các chính quyền địa phương chủ động vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền cho doanh nghiệp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.